Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với VBIM. Hôm nay VBIM sẽ update cho các bạn tool chia ống gió, chia ống nước, piping plumbing, cũng có thể là chia couple tray nếu các bạn có liên kết vào cái union ấy. Mình cũng đã làm hai video về về cái tool này rồi đấy, được chưa đấy. Và mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể show ra được màn hình Dynamo Player. Các bạn chúng ta có thể xem ở trên kênh YouTube của VBIM. Mình có thể dẫn đến trang web này để cho các bạn chúng ta có thể xem. Rồi, đây ạ, đây là video mình đã chia sẻ cái tool chia ống gió, ống plumbing tự động. Nhưng mà có một vấn đề là đối với cái tool này ấy, thì nó đang có một số rắc rối đối với các bạn chúng ta mới tiếp cận đến Dynamo. Thì có hai vấn đề đối với cái tool này đang gặp phải, là một là các bạn chưa biết cách chúng ta cài Dynamo. Chưa biết cách chúng ta cài các cái package Dynamo, package Dynamo là các cái gói code đấy, thì các bạn chưa thể sử dụng được tool này. Cái thứ hai là có một số phiên bản đối với Revit, thì mỗi phiên bản hoặc là mỗi cái update ấy, thì nó sẽ có những cái code nó có thể là khác nhau, và nó đang ảnh hưởng đến cái việc là các bạn sử dụng tool này nó chưa được ổn định lắm. Có thể là các bạn cài lại Revit thì nó không hoạt động được, nó báo lỗi ấy. Thì mình cũng đã nhận được rất là nhiều phản hồi của các bạn như thế này, cùng mình cũng đã có một số chia sẻ cũng như là giúp đỡ các bạn khi mà các bạn bị các cái tình trạng ở trên này. Thì hôm nay mình sẽ giải quyết hai vấn đề đấy dành cho các bạn nhé. Các bạn đừng quên là nhấn đăng ký kênh để kênh có thể đạt được 1.000 người đăng ký. Cảm ơn tất cả các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại Revit như thế này. Việc các bạn chúng ta xem lại cái video trước để chúng ta sâu ra được cái Dynamo này nhé. Và linh tải cái tool này, tool update này, thì mình sẽ để ở dưới phần miêu tả của video hướng dẫn này, được chưa? Các bạn có thể kích vào phần mô tả, các bạn tải về và các bạn lưu ở một ổ nào đấy, và các bạn sâu ra chúng ta sử dụng. Rồi, bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ vào Dynamo cho mình. Chúng ta vào Dynamo đấy, và chúng ta xem rằng nó đang là phiên bản bao nhiêu đấy. Thường thì đối với một số bản update sau này của Revit ấy, thì nó sẽ không có cái phần about sau này đấy. Cái phần about ấy, thì nó cho phép là cho phép chúng ta biết được là cái phiên bản Dynamo chúng ta đang sử dụng là bao nhiêu. Đấy, còn các cái phẩm bản update thì nó sẽ là ở đầu này, và chúng ta có thể là vào cái about này để chúng ta xem là cái phiên bản nó đang sử dụng là phiên bản bao nhiêu. Đây là 2.12.0, các bạn nhớ cái phần này nhé. Rồi tiếp theo, để sử dụng được cái bucket này, bucket update này, thì các bạn chúng ta chỉ cần là chúng ta search cái bucket này cho mình nhé. Mình làm lại này, các bạn bấm package, các bạn bấm search for a package, rồi để cho nó
Sync with server đi. Các bạn lưu ý là các bạn phải bật mạng internet lên nhé, để cho nó kết nối với server của thằng này, server máy chủ của thằng này. Không chỉ riêng đối với tool này mà đối với các cái tool khác cũng như vậy. Việc các bạn không sử dụng được thì có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu là các bạn chưa cài đủ các cái package cho nó. Các bạn hiểu ý mình không? Còn rất nhiều nguyên nhân khác và chúng ta cần phải có một tí kiến thức cũng như chuyên sâu về Dynamo thì chúng ta mới giải quyết được. Rồi, ok, bây giờ các bạn sơn cho mình cái package Genus này. Đây, Genius Loki này, được chưa? Chúng ta sẽ sổ nó ra nhá. Các bạn kéo xuống thì bây giờ các bạn xem là cái phiên bản của chúng ta là phiên bản gì. Nhưng ở đây chúng ta đang thấy rằng nó chỉ có là đặt là 2021 chấm mấy chấm mấy, thì đấy là cái ngày mà nó update. Thì bây giờ đối với cái trường hợp như thế này thì chúng ta sẽ quay trở lại, chúng ta xem rằng là cái phần mềm các bạn là phần mềm update bao nhiêu. Đấy, đây phần mềm Revit này, nó là phần mình đang sử dụng bản 2022 sorry các bạn. Thì đâu đấy là mình sẽ lựa chọn một cái bản 2022, nhưng mà nó ở đâu một tí. Đấy, ở đâu một tí, khoảng giữa này, 1.5 hoặc là khoảng đâu đây. Đấy, có những cái trường hợp các bạn có thể là cài sát như thế này, nhưng mà nó khi mà nó update ấy thì thằng Revit nó chưa update tới, thành thử ra các bạn cũng không thể sử dụng được cái tool này. Các bạn chúng ta bấm install là nó tự động nó cài đặt, được chưa? Đây, mình đã cài đặt một cái ở đây rồi, thì mình cũng đã cài đặt một lần rồi. Đấy, thì nó bảo như này, còn các bạn chỉ cần bấm kích để cho nó cài đặt hoàn tất ở dưới này là ok, được chưa? Các bạn làm sao các bạn tắt này. Rồi bây giờ các bạn chúng ta kích vào Dynamo Player và dần nó đến đến đây, bằng cách các bạn kích vào đây rồi chúng ta đưa đến nha. Rồi và bây giờ chúng ta chỉ việc chúng ta sử dụng thôi, rất là đơn giản, và nó không có, nó hầu như là mình đã giải quyết lỗi rồi. Các bạn kích vào, nó sẽ hiện ra các cái thông số như thế này, thì chúng ta sẽ có thể select model elements, là chúng ta có thể là quét rất nhiều đối tượng, không chỉ là một đối tượng mà chúng ta có thể quét một phát hết cả dự án, nó cũng có thể chia được. Nhưng mà cái thời gian nó hoạt động nó để nó thực hiện ấy thì nó khá là lâu. Đấy, thì chúng ta đến đâu chúng ta làm đến đấy thì nó khá là hay, thì tại vì là cái này nó đã cho phép chúng ta là làm cái công việc chia này khá là nhanh rồi. Đấy, rồi ở đây thì number này là cái khoảng cách mà các bạn muốn chia, được chưa? Và đây là cái các cái thuộc tính mà chúng ta chia, thì các bạn chọn vào đắc hoặc là bài thì nó cũng có thể là chia được nhá. Còn Capotray thì mình chưa thử, nhưng mà chắc chắn là sẽ làm được nếu các bạn có cái kết nối nối thẳng giữa các cái Capotray. Ở đây mình sẽ chọn là đắc trước nhé. Rồi, ok, các bạn select này. Ở đây mình có cái ống gió này chưa được chia, mình quét này. Và bây giờ mình sẽ bấm finish. Đấy, thì lập tức nó sẽ chia cho chúng ta những đoạn ống. Đấy, có kích thước là 1120. Đấy, nó không có những kích thước khác đâu các bạn nhé. Rồi, mình sẽ thử quét. Bây giờ là mình sẽ thử quét một số cái để cho nó thực thi nhé. Đó rồi, mình quét hai đoạn động này. Rồi, và mình bấm run. Thì nó cũng sẽ chia nhé, chia hết nhé. Đối với một đường ống bài chẳng hạn, bài bình nhân plumbing nhé, chúng ta có thể bấm về y.
Rồi. Sau đấy các bạn chọn thằng Kessari này thuộc tính của nó là Bias. Lưu ý các bạn chọn cho đúng Bias. Rồi, và chúng ta select. Select Run thì nó cũng sẽ chia cho các bạn được nhé. Rồi thì đấy là cách mà chúng ta cài đặt các cái package cũng như là cách chúng ta sử dụng cái tool này. Nếu các bạn thấy hay, chúng ta có thể là bấm đăng ký kênh, like và subscribe. Like, chia sẻ cho kênh để cập nhật các cái tin tức về phần mềm Revit, BIM, cũng như là các cái kiến thức mà liên quan đến ngành nghề của tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video tiếp theo.